Rồi chào các bạn ha. Thì hôm qua bên cái group mà mình hay giao lưu về xe cũ thì mình có chia sẻ về việc là gắn cái đệm cao su vào trong cục nhúng. Rất nhiều phản hồi, có cả tích cực và có cả tiêu cực. Tuy nhiên là mình thì sẽ không quan tâm lắm về vấn đề tiêu cực, bởi vì những gì mình làm hay là những gì mình chia sẻ là những gì mình đã trải qua và có thực tế. Có thể là do cảm giác hay là như thế nào thì mình thấy nó êm hơn, mình thấy nó tốt hơn, hoặc là mình thấy nó cao xe hơn. Đó là cảm giác của mình. Nếu các bạn thấy đồng ý thì có thể theo dõi tiếp. Đây chiếc xe hôm qua mình có gắn thì mình gắn lên cả bốn cái phụ của xe. Bốn cái phụ của xe ở bốn bánh, thì ở đây mình sẽ cho các bạn thấy ở bánh sau trước. Đây các bạn có thể thấy ở vị trí cao su ở phía trên đó, ở phía bánh sau của mình. Và các bạn có thể đi lên phía trước để các bạn sẽ thấy được là bánh trước nó như thế nào. Ngoài ra các bạn thấy khi mà gắn xong nó sẽ có phần cao xe lên. Mình xin nhắc lại, đây là nhu cầu của mình và sở thích của mình. Bởi vì mình đã lên mâm 17, lên lớp dày hơn thì mình thích xe cao hơn. Mỗi người một sở thích. Và đây là phần phía trước của mình. Các bạn có thể thấy cái độ cao của mâm với lại cái hộc bánh nó tăng lên thấy rõ. Bởi vì cái mâm mới của mình nó to hơn mâm cũ và lớp này cũng dày hơn lớp cũ. Mâm cũ của mình là mâm 16 inch, sử dụng lớp là 25, 55, 16. Mâm mới và lớp mới của mình là 17 inch với thông số là 225, 55, 17. Tại sao mình lại nghĩ là mình chia sẻ và có ai cần hay ai không cần? Thì mình đã từng sử dụng cái chiếc xe của mình, là chiếc xe bên kia. Chiếc đó mình sử dụng từ năm 2017 đến hiện tại. Nhưng mà cái việc gắn đệm cao su này đã được diễn ra vào cuối năm 2017 và đến bây giờ mình vẫn còn xài. Mỗi còn để bên trong thì mấy bạn qua xem thử ha. Do nó đậu ở ngay cái chỗ gờ cao nên có thể bánh trước sẽ khó thấy, nhưng mà mình nghĩ là trên camera vẫn có thể nhìn thấy cái phần cao su của nó. Đây các bạn thấy cái phần cao su nó nằm ở đây, và theo thời gian như vậy thì chẳng có xì nhớt hay bất kỳ cái gì đến với phụ của mình cả. Ở bánh trước thì khó thấy hơn, các bạn có thể đá bánh sau để xem. Thực tế là hôm nay trời cũng khá nắng nên mình mở nắp capo cho nó thoáng. Đây ở phần sau thì cái hộc bánh nó dễ nhìn hơn cho các bạn. Đây là phần cao su gắn từ năm 2000, cuối năm 2017 đến bây giờ, và phục thì chẳng có vấn đề gì cả, ít nhất là đối với trường hợp của mình. Đấy, thì chiếc xe này mình đã đi từ Sài Gòn đi Sa Pa, sau đó đi từ Sa Pa về lại Sài Gòn và chẳng có vấn đề gì phát sinh cả. Một chút chia sẻ thêm thì chiếc này chỉ là đời 90 thôi, không có gì ngầu hay cái gì cả. Mà những tính năng đầy đủ như ghế điện này nọ vẫn hoạt động, đăng kiểm thì vẫn còn bình thường. Các bạn có thể xem i6 3.0, đăng kiểm vừa làm. Và có một cái may mắn nữa là khi mà mình cầm chiếc này về thì đúng cái sở thích của mình là mày mò, nên tất cả tài liệu ở bên Mỹ của xe từ năm 90 đến bây giờ đều vẫn còn. Rảnh thì lấy ra đọc. Tại sao các bạn không tìm hiểu thông tin để tự làm chủ cái xe của mình, thay vì là nghe gara nói gì thì mình nghe đó. Một chút nhìn về cục máy năm 90, nhưng mà cục máy thì nó tất nhiên nó sẽ có những dơ bẩn và hư hao theo thời gian, nhưng với dòng máy i6 như thế này thì đến bây giờ nó vẫn còn êm. Các bạn chờ một tí mình sẽ đề thử cho bạn nghe ha. Xe cũng mới rửa thôi nhưng mà tại xe này đi làm luôn. Bình thường đã thay quả
sạc ly tâm bằng quạt điện, máy lạnh ok, đi làm mỗi ngày không sợ bị bật đồ, không sợ bị mất đồ, đồ thay sửa thì cũng dễ, đồ zin cũng còn nhiều, logo con này mắc 2, ở Việt Nam kêu là Tesla, 6 máy cũng em sau 30 năm. Thì đó là bài chia sẻ gọi là trải nghiệm thực tế của mình là có sử dụng về cái đệm cao su chống chấn đó, và tất nhiên mình tự mua và mình trải nghiệm. Nếu các bạn thấy được thì các bạn tự tìm mua sử dụng trải nghiệm, còn nếu các bạn thấy không thích thì chả vấn đề gì cả, tại vì do sở thích mọi người mà. Rồi chào các bạn ha. Thank you.